We are delighted to welcome distinguished guests, esteemed teachers, and all the children of Hồng An Kindergarten to our event today. Xin hoan chào mừng quý đại biểu, quý thầy cô và toàn thể các bé của trường mầm non Hoàng Anh ngày hôm nay. Kính thưa quý đại biểu, quý thầy cô và các bé thân mến, với mục đích nhằm tuyên dương, khuyến khích những bé có những nỗ lực và tiến bộ đáng kể trong một năm học tác giữa trường mầm non Hoàng Anh và trung tâm Anh ngữ Âu Việt Mỹ vừa qua. European Vietnamese American English Center, in partnership with Hồng An Kindergarten, celebrates English Experience Schooling 2024 under the theme The Talented Kids 2020. This is also the reason why we are all here today. Về phía trường mầm non Hoàng Anh, xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Tú Trinh, hiệu trưởng trường mầm non Hoàng Anh. Xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc, phó hiệu trưởng trường mầm non Hoàng Anh. Và xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Ngọc Hải Yến, phó hiệu trưởng trường mầm non Hoàng Anh. Về phía đại diện trung tâm Anh ngữ Âu Việt Mỹ, xin trân trọng giới thiệu bà Huỳnh Thị Ngọc Hoa, giám đốc quản lý trung tâm Anh ngữ Âu Việt Mỹ. Và đặc biệt là sự tham gia của gần 100 bé của trường mầm non Hoàng Anh trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin chúc một tràng pháo tay hoan nghênh trường. Introduce themselves. Okay, hello, how are you? Very good, what's your name? Very good, so clever. So can you tell me? I'm good, great. And what's your name? Question one. Which one is a pencil? Which one is a pencil? One, two, or three? Time starts. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Huzzah! Xin mời tất cả các con sở đáp án của mình thật cao lên nào. What is missing? Các bạn khán giả của chúng ta đâu rồi?
What is it doing? 3, 2, 1 Hello presenter. Xin mời con sự đáp án của mình lên. Hết giờ rồi, mình chỉ có 3 giây suy nghĩ thôi. What is it? Bạn đã biết giơ tay. Xin mời con gái. Bag. Yes, and bag is the correct answer. Và giải ba này đã xuất sắc thuộc về một bạn nữ có tên là Nguyễn Trần Ngọc Ánh. Xin mời Ngọc Ánh tiến về sân khấu à. Xin chúc mừng bạn Ngọc Ánh. Và đối với giải ba này, em xin trân trọng kính mời cô Nguyễn Thị Bảo Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm Non Hoàng Anh sẽ tiến về sân khấu trao tặng giải ba cho bạn. Xin trân trọng kính mời cô. Và tiếp theo đây, thứ nhất xin được phép thông qua các cơ cấu giải thưởng của giải nhì ạ. Giải nhì gồm một giải với tổng trị giá giải thưởng lên đến 1 triệu đồng, bao gồm học bổng là 500.000 đồng tiền mặt kèm theo giấy chứng nhận, áo ba lô, bánh và kẹo. Và giải nhì này đã thuộc về bạn nữ có tên là Trần Thiên Kim. Xin trân trọng vỗ tay để chúc mừng cho bạn Thiên Kim. Và đối với giải nhì này, em xin trân trọng kính mời cô Nguyễn Thị Tú Trinh, Hiệu trưởng Trường Mầm Non Hoàng Anh sẽ tiến về sân khấu trao tặng giải thưởng cho bạn. Xin trân trọng kính mời cô. Giải nhất của chúng ta gồm một giải với tổng trị giá của giải nhất lên đến 1,3 triệu đồng, bao gồm học bổng 1 triệu đồng tiền mặt kèm theo giấy chứng nhận, áo ba lô, bánh và kẹo. Và giải nhất này đã xuất sắc thuộc về một bạn có tên là Lê Thảo Minh. Xin chúc mừng một tràng lớn để chúc mừng cho bạn Thảo Minh. Và đối với giải nhất này, xin trân trọng kính mời bà Huỳnh Thị Ngọc Hoa, giám đốc quản lý trung tâm Âu Việt Mỹ. And we also would like to invite Miss Jolene, our foreigner English teacher, to enjoy to give the award to our first prize.